cái chuyện mấy cái chuyện đó thì để hồi đã nói nha Đạt, đang đang nói chuyện mấy chú vui cái ông hỏi chú Cầm nha, chú Cầm chào anh Tiến Hưng đó Hey, hello, nghe không? nghe. Dạ có nghe chú. Sao nghe gì quá vậy? Nghe không? Con Nghe nghe không? Nghe không? con nghe con nghe 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 chú không nghe con nói hả? Nghe không? Nghe. Nghe Kỳ quá giờ à. chú không nghe con nói đúng không? Chú không nghe con nói hả? Chú nghe không? Tao nghe, mày nghe không? Con nghe mà. Ok. Mày Gì hỏi vậy? anh Nghĩa, mày hỏi anh Nghĩa tại làm sao mà trả bắn tao. Tại tại vì con thay mặt chú Nghĩa con trả lời luôn, là tại vì chú mặc lính Việt Nam, áo lính Việt Nam Cộng Hòa thì chú bị bắn. Nên nó nấp Bà đủ má, tại sao trả bắn tao, tao không thấy anh trả. nó bắn dạy gì nó đứng ra cho chú nhìn thấy. Việt, Đó quân đội Việt Nam đánh du kích mà là cực chờ hay nha chú. mấy cái vụ đó thì anh Nghĩa nói hết trơn rồi, mà thấy rõ ràng không, mà thấy từ hồi xưa tới bây giờ rồi cái chế độ cũ đó mình không nói, thì thấy hầu như là trong cái quân đội cũ á, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa của tao hình như là ở đâu cũng có gì cộng cả, tao cũng đã từng kể mày nghe. Đồ mà thấy giờ ông có nói là đâu cũng có gì cộng hết trơn, đồ trong hàng ngũ của lính Việt Nam Cộng Hòa cũng có gì cộng luôn. Đầu thành ra thua là phải rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, tao trả lời cho cái thằng nào nãy nó hỏi tao tại sao chú gạt, nó tại bị bộ đội hiền quá cho tao ngu ngu hiền mà khờ nữa, cho nên ra tao gạt là phải rồi. Đủ má biểu ngu chi. Được. Hồi xưa rồi chưa có mới giải phóng vô mấy ổng mình cũng tâm trạng của mình thì cũng vừa lo vừa sợ sợ, cũng vừa mặc cảm nữa, tại vì mình thua trận chứ ra ra trời trời bán thì nó có những cái chuyện vui. Mấy ổng thì độ nhỏ xíu con à, nhỏ xíu lùng xịt là nhỏ cũng khoáng, nhỏ con à giác AK-47 độ đeo toàn tay người sao mà không làm mẹ gì mà đi đâu cũng có súng đi theo hết trơn, độ Có mãi cái mãi gì thôi chú? hả. Chú nói có cái gì đi theo? Là sao Chú nói cái gì AK-47 gì nhỏ người rồi có cái gì đi theo? có nghĩa là ổng đi đâu á, ra hồi xưa chợ trời Quỳnh Chú Kháng á, bộ đội nó ra anh mua đồ á, mày hiểu không, lúc nào Dạ. nó cũng đem cái súng theo trơn á, À cầm cái cây cây súng súng. AK-47 nó dài, mà cái súng nhiều khi nó dài hơn người ta, đủ lúc nào đeo thì cái đó cái nòng súng nó cũng gì nó ngang ngang cái đón cối nè, đua đi 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 Ủa? Ủa sao này nòng súng ừ lại chỉ đang lên mua trên đồ, nữa chú? đang mua đồ Nòng chỉ súng lên chỉ lên trên, trên nữa chú cầm. Nòng súng chỉ đó lên chỉ lên trên trên. hả? Đúng rồi, chỉ lên trên Nòng súng phải chỉ xuống dưới chứ. không đủ má, tao thấy toàn là chỉ lên trên chứ không, mà thời đó đủ má mà nhiều khi cũng vui lắm, bận bộ rồi trọng thùng thình nè, đủ má bộ đội đủ nó cối ra mà chờ chờ mua đồ, đủ ai biểu ngu mà lại vừa hiền nữa, tao gạt đủ má thoải mái, mà đâu phải riêng mình tao gạt đâu, hình như tất cả mọi người đều gạt À thì coi như chú đủ trả thù má người ta rồi đi chứ còn gì à. nữa. Đúng, ai biểu ta vui rồi xong cái rồi mà mua cái gì cũng bị gạt, cho mua đồng hồ cũng bị gạt, mua radio mua đài gọi là cái đài đài ba băng đồ ba biên đại đồ mày hai à, ba băng mà hai biên đại chứ đồ vui lắm, cũng cũng bị gạt nữa, cái gì cũng bị gạt hết trơn đồ mà, nhưng mà nghĩ đi cái lại tội. Tao cũng đã kể từ đó rồi, mua đồ gửi về ngoài Bắc để mà tặng gia đình đồ mà kỹ lắm, hồi thời đó là mua được cái gì ở trong Nam mà đem về ngoài Bắc là rồi cột bao rồi cột rồi lấy giấy báo rồi lấy giấy cạc tông rồi riềng niềng kỹ lắm, rồi đem về ngoài Bắc rồi gửi gửi đi gửi xe đò đó đem về ngoài cho Bắc ngoài ngoài cho thân nhân, cũng thấy hồi bây giờ sao mình nghĩ lại mình thấy tội, cái hồi đó mình bán thì mình nghĩ mình kiếm được đồng lời thôi, chứ mình đâu có biết là cái tình mà đối với người Bắc họ 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 quyến luyến về gia đình lắm, ví dụ như mua được cái đài bự bự nó gọi là cái phono, tức là cái máy quay dĩa bự bự cột bỏ lên xe đò gửi ra miền Bắc thiếu gì.
Ai biết đâu thì tao thấy đầu xuống thì đã đưa lên trời, đứa thì đưa lên trời, đứa xuống đất rồi mới ra Thực chơi ra cờ là tại vì con nó từng đeo súng nó rồi, cái súng nó AK rồi, mình canh dây để mà mình chỉ đầu súng xuống dưới đất thôi chứ không có chỉ đầu súng lên trời. Nhưng mà tại chú nói vậy thì chắc là cái thời của chú không biết làm sao, chứ còn con không có cái chuyện đó đâu, không bao giờ có cái chuyện huấn luyện mà cho cầm đeo súng chỉ xuống lên trời hết á. tụi mẹ lúc đó ra chơi trời thì tụi mẹ thấy sao nói Giờ vậy. chú lo chú Có bán chú lừa người ta thôi, chứ đâu chú lo nhìn cái súng chỉ đi đâu. có đứa đương đất làm sao biết được. Ở biết là hồi xưa bình lúc khác nó chen chúc cao đủ, nó còn hơn cái chợ cái thời đó. Biết không đủ mà Vậy thậm anh chí Phong Đặng, cái chợ trời nó đông hơn là cái gì mà chen chúc nhau lách 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 nhà mà đi, có nghĩa là con người là chen chứ không có lọt. Tôi hỏi mày sao thành ra bị chỗ đó thành ra mà đổ bộ đội nhiều lắm. Hải quân có bộ binh tùm lum tà la, ai cũng cũng ra ngoài chợ chờ để mua đồ, mua ba cái đồ vật dụng gia đình đại khái như là ra đài radio rồi cái kia. súng AK mà anh nói giống như là cái súng lục vậy mà anh kêu cướp Bự cò. Anh lắm nói như vậy là em biết là anh không bao giờ, anh chưa bao giờ đụng đến cái AK. dễ dầu gì trúng á. Súng AK nó có khóa, nó khóa ba nấc mà anh kêu là muốn có mà sợ cướp cò sao được. Thì cái chuyện hồi xưa thì vui buồn cũng có nhưng mà nó đã qua rồi. Bây giờ tao về tao với tao hứa là đủ mà tao về Việt Nam mà tao kiếm thằng cha nãy bắn tao, đủ mà tao trả thù thì trả mới được, mà đủ mà trả thằng trai thì sao mà đủ mà trả thù. Nói chung là cũng không ai nghĩ là lúc đó bác bán nhà trời bác lừa đảo người ta đâu Thì đủ chú mà tao á. có tao khai thiệt, mà tao cũng người tự giác cho nên tao khai thiệt. Đó giờ chú nghĩ chú vô chú coi lại đó, hồi nãy giờ chú hăm he gì, chú hăm được chú hăm đi. Trời cái thời đó gọi coi vậy, cái thời đó coi vậy mà không có cướp giật mày ơi. Rồi thời đó thanh bình lắm, có nghĩa là hồi mới chuyển không thanh bình, có nghĩa là bán thuận mua vừa bán thôi chứ không có cái nào như kiểu như cướp giật giống như bây giờ. Cái thời đó là im lắm. Mà mấy cái thằng mà giống như kiểu như là thời đó là đi cướp giật khi sẽ trốn nó mất tiêu rồi. Chắc nó sợ. Chú nói là Cái chú thằng Nghĩa giờ chú đang nhìn chú đó. phải rồi, tao biết tao cũng hăm dọa anh trả rồi, tao cũng căm thù anh trả lắm rồi má kia này. Vậy là tao bắn bằng bi chết mẹ luôn đồ má, không biết má. Không biết là được mà anh trả còn uống bia được không không biết chuyện đó bà, tao không biết nhưng mà có điều kỳ này tao thề là tao trả thù mà đồ má. Dám bắn tao ác đồ mày, bắn mày rồi bể đồ gối rồi bắn đồ mày bể nách Bể được luôn gọi luôn hả chú? bể đồ gối Con đồ nhớ lần má, đó chú nói bể dai gì mà. thì bể dai luôn đồ, bể dai bể đồ gối luôn đồ. Chú bể nhiều thứ gì? Hả Chú thì bể bởi nhiều vậy thứ vậy? nhưng mà hơi Chú bị bể nhiều loạn thứ vậy? Đợt này chú về đây rồi có khiên đồ gì nặng mà có quý giá nặng nề này vậy? Chú nói con ra ăn khiên hết rồi thời đó hết rồi đủ rồi. cho. Thì nói chung là cái thời của chú nó qua rồi, đúng không? Mà giờ có nhiều là bây giờ con nói chú á, cái thời có nhiêu á thì giờ chú nghĩa chú lên chú kể hết rồi, còn cái thời chú ra kể thì giờ tao đi lừa mấy ổng sao thôi chứ giờ chú lên chú kể gì Đúng rồi đúng, mà hồi mày phải công nhận mấy anh chả ngu thiệt. Ồ má ba tao vậy. bán radio Qua rồi còn chửi người ta ngu nữa, thì lừa còn chửi người ta ngu nữa. bây giờ kể lại cho vui mà đâu có gì đâu, có chuyện đã qua rồi. Bây giờ mấy ông đâu có thèm xài mấy cái đồ nữa, xài rồi hiện cái radio với ông chạy được cái băng AM là cái băng đài trung bình bằng thường, băng thường thôi để nghe đài phát thanh thành nó gọi là gì ta, đài quân đội gì đó. Thì còn mấy cái băng kia thì băng sóng ngắn, băng X+1, X+2 đâu có chạy. Mà tại vì đồ đó bán đắt quá đi, cho nên vì chỗ đó anh ra mỗi lần mà nó tới nó hỏi đồ nó kêu bật lên kẹt kẹt, bật lên cái lúc đó cái tôi á quẹt quẹt cái căng tay nó nghe rạc 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 này, vô vô rồi nè, vô rồi nè, đồ mà đi về đi đồ mà đuổi vừa bán vừa đuổi cái anh bộ đội tràn á, đồ mà đem về tính bơ gói rồi già cảm ơn ba vừa cảm ơn cậu nhá. Rồi xong đi về qua ngày hôm sau chạy, nó không có chạy bác ơi, đâu có chạy bác ơi đồ bắt Rồi sao? đủ bắt tao phải sửa lại đủ, tại ẩu mà đủ má gạt gạt được lần hai lần đủ má, rồi phải làm cho được đủ má, còn da như đĩa với mấy trả da như đĩa vậy theo lẻo Trời lẻo ơi, lẻo người quá. ta bỏ tiền ra mà chú không còn khách Thì hàng thượng đế gì hết, chú cầm đó chú là lừa người lúc ta xong chú kêu người ta dây như đĩa vậy sao coi vậy được. tại vì đông người quá biết không được, chứ ra mình đủ nếu bỏ sửa trong này lâu quá bán đâu được với kia cũng tiếu tiếu, nhưng rớt cuộc thì cũng xong.
cũng tội nghiệp. Rồi cô Thảo Nguyên cô nói là đi ô tiếp quản tổng nha cảnh sát mà cô qua đó chơi chắc là cô yêu bộ đội luôn quá. Cô nói bộ đội hiền chắc cô yêu bộ đội luôn quá. Còn chuyện xưa chuyện gì nữa, anh kể hết mẹ rồi còn chuyện nữa, nói như vậy Dạ mà đúng vừa rồi. Dạ con cái chỉ hiểu là thủ đó đoạn mà chú lừa người ta để mà chú bán đồ thôi. không, cái đó không nói, nhưng mà cái đó để nói chứng tỏ là để đánh tan cái luận điệu giống như kiểu như người xưa mà nói trước năm 1975 là rượu may gần Việt Nam sung túc, rượu may nghèo cho bỏ mẹ không có gạo để ăn, chạy gạo từ bữa có bữa đói bữa no, mà đánh tan cái luận điệu mà giống kiểu như người Việt Nam thì tao nói là cái chuyện thôi, có nhiều người những đứa mà xanh xao đẹp thì không biết cái chuyện đó, giống như nãy anh nói rồi, nó hết rồi 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 chuyện tham nhũng ông cũng đã nói rồi, chuyện nó có thiệt, chuyện đó coi như là lính ma lính kiển đầy dẫy bắt lính nào cũng đã nói rồi, mà tao cũng là nạn nhân đó, cho nên vì chúng ta ra mình không có thể nào mình là chứng nhân của lịch sử thì mình không có thể nào mình nói, mà ví dụ như mình nói sai thì những người khác họ sẽ bổ túc vô nó nói mình nói sai, còn tao nói rồi có những người lớn tuổi ngang tuổi như tao giống như anh Nghĩa thì đã nói cho mày rồi, đến bây biết chắc là 100% là cái điều đó là đúng chứ không có sai, không riêng gì tao mà không riêng gì anh Nghĩa và những người mà đã lớn tuổi cỡ ngang tao, còn thiếu gì ở ngoài Sài Gòn, thiếu gì ở ở ở thành phố Hồ Chí Minh đó, mấy ông mà lính ngụy bây giờ hồi xưa đi xe ôm rồi bây giờ có gia đình rồi đó, tất cả mọi người đó mà giờ mà hỏi thì mày biết liền tất cả những điều đó là chứng nhân của sự thật đó, và Anh tao Lưu Ly biết còn ở dưới không vậy? ai Lưu Ly ơi, còn ở dưới không? Nó còn ở dưới chờ cho chú Cầm nói chuyện xong rồi hồi đó anh lên nha. ai Không, con nói anh Lưu Ly mà, lên trả lời mấy câu hỏi. Lưu Ly thầu đó biết mẹ gì rồi còn trong đầu gối Không, anh Lưu Ly bây giờ là nói qua chuyện khác. Còn thời của chú với lại chú Nghĩa là nói coi như là xong rồi. xong Tại vì rồi nói chung rồi là... tao chỉ tao thấy tao nghĩ cái diễn cảnh mà tao gặp ổng rồi được mà tới cái năm nào đó là hai đứa chống hai dậy vô ngồi cùng ly rồi mà chắc vui lắm, mà tao cười chỉ cần đó thôi, cuộc đời chỉ vậy, cuộc muốn vậy thôi, có nghĩa là mình phải hòa nhịp cái cuộc sống, mình không còn bao lâu nữa tao thì với ổng thì còn hoài còn khoảng chừng 40-50 năm nữa thôi chứ không có nhiều, cho nên đây đó tại sao chúng ta không hòa nhịp vào cái cuộc sống của bọn trẻ ở ở ở đất nước mình đúng không, có nghĩa là hay con cháu mà nó đi lên mình mừng, mình không làm được cái gì thì mình cũng hò hét mà hú hú rồi cho nó vui, tại sao mà phải ấy đúng không. Rồi thì anh Nghĩa nói hết rồi, tao đâu cần nói gì nữa đâu. Chứ còn cái gì nữa, mình lên là để thứ nhất là hăm dọa người ta, cái thứ hai là trình bày về cái quá trình thủ đoạn lừa đảo của mình trong cái thời gian sau chiến tranh thôi chứ hết chuyện rồi. Mà cái đoạn đó nó cũng vui, cái đoạn đó nó cũng đã qua rồi, nhưng mà nghĩ là cái Còn chuyện chưa thấy đó ai như chú luôn á, chú Cầm nói thiệt hả luôn, chưa thấy ai như chú luôn á, chú lừa người ta xong rồi chú lên đây chú nói vui rồi chú còn chửi người ta ngu, có thấy ai kinh doanh mà bắt nhau như thì chú không? tao không nói ngu, tao nói là hiền và khờ là bởi Mới mới hồi nãy chú nói ngu xong mấy ổng ngu thế thấy ghê luôn, chú mới nói xong thì giờ chói ghê đi, thôi mà nói nặng quá không thấy tội nghiệp, mình đã gãy lường đúng gạt họ rồi rồi mấy ổng luôn khờ ghê, chứ nói mấy ổng khờ thôi, khờ đúng đấy, rồi. đưa cha Nghĩa cho ta cho chợ trời mình tao mua đồ tao gạt trả được sướng quá ta. Dạ. Phải chi cha Nghĩa được cho qua ra ngoài chứ mua đồ tao gạt đường trả là sướng lắm rồi, bây giờ tao trả thù được rồi. Dạ. Rồi thôi tạm thời con cảm ơn chú Cầm đi, rồi chú Cầm tiếp tục xuống với vai trò là người khán giả lâu năm. Ok, có gì đâu. Dạ. Rồi con cảm Mà ơn chú có gì Cầm. ba mày chửi ta là tao thiến mày đó nha. Không có chửi, không có chửi, con kêu Lưu Ly lên anh không chửi đâu, anh chửi con lóc anh xuống liền. Cắt mày đó. Dạ.